Vũ xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay cũng là mấy cái ngày đầu năm khai trương, thì bên shop sẽ có những cái món hàng sẽ quay 2 clip. Bên YouTube của Vũ thì sẽ có 2 kênh, một kênh Vũ An Giang, một kênh Vũ An Giang và một kênh Phụ Tùng Vũ, với một kênh Vũ Sửa Xe nữa. Đó, thì bà con có mua bình xăng thì qua kênh Vũ Sửa Xe. Đừng quét đó. Đây là đầu cũ, đầu mới, về em bán xe Hà Nội về, mua xe Hà Nội về gắn món bán. Rồi có bán đầu mới luôn, phụ tùng mới. Rồi những cái bình xăng con gái xe có bán luôn. Nói từ trong năm bán ra, thì năm nay sẽ bán lại cái đó nữa. Thì với đầu mới ai đặt này, nhằm khi là phụ, áo, yên. Năm rồi là nó thiếu cái yên quy y không có đó, chắc năm mới này có nè. Thì cô chú bác anh chị em muốn đặt hàng trường ngoại, hàng gì cũng có, nói chung là đặt thì từ từ nó về. Chứ đầu phụ tùng này cũng gỉ gã lay gai lắm, nó không có xiết đâu. Bây giờ một clip mới đầu năm này em sẽ bán cái giá là yêu thương cho bà con trong cái dịp đầu năm mới này. Thì mùng 6 là chính thức là sẽ khai trương gửi đi làm lại mùng 6. Thì hôm nay mùng 4, mùng 5 sẽ đăng lên rồi mình vô sổ. Thì làm theo phương thức một cách chuyên nghiệp ha. Để anh em chốt đơn là vô sổ sách gì hết, nhớ sách địa chỉ rồi hết thì mình sẽ gửi đi, rồi có thu hộ có và chuyển khoản có. Cái nào lớn tiền cô bác á, cái nào lớn tiền 1, 2, 3, 4 món thì người ta mua nhiều á, thì người ta nhằm khi người ta chuyển tiền thì mình bao ship cho người ta luôn đó. Còn ship code á, thì bà con cô bác vui lòng trả tiền ship giùm tụi em, bị cái phần ship code đó là giờ tới nhà mới trả tiền, cũng như là shipper đưa giờ tới nhà mình mới trả tiền sau, thì mình làm ơn trả tiền ship giùm tụi em ha. Còn ai mà sảng khoái á, người ta tin tưởng á thì mình bao ship luôn. Rồi bây giờ là đây nè, là một nguyên cái bộ ốc của quen pha lóc trắng đời 2000, pha lóc trắng nè, 2023 2024 2025 2023 vậy nè, 2024 2025. Thì trong Tết gã ra bán không kẹp, bán nhiều lắm, bán phu 2 alpha rồi phu neo và tờ lưa chứ bán nhiều lắm. Thì nó còn động lên một bộ duy nhất thì em sẽ bán cho bà con, bao gồm đầy đủ hết trơn nguyên cái bóc nhận chân, nó chỉ có không có ốc máy thôi, nó cốt tán đâu. Cái bộ này thì nó hơi đen, bà con về mua về gam lại nha. Em bán hết trơn này, tặng luôn cái con cua yên của thằng alpha bị ở trên, nó hơi cháy nè. Gặp ở chỗ khác, gặp cái bộ đẹp cua không cháy là bán con cua 200.000 à. Rồi dồn vô một đống chùm ngụm này nè, gom lại đây, nó hết trơn ốc nhận chân bán có 300.000 à. Thấy không? Có 300.000 nhỉ? Ừ. Mắc quá. Mới nói nhiều 300.000. Có ốc áo rồi tùm lum chứ, nói chung là có ốc áo luôn, ốc phục, tà le cho nè, ốc phục nè. Nhiều lắm, một đống. Vậy mình tận dụng cái nào được mình nào xài được mình xài, nhưng khi mua vô Seagin cũng được. Nói chung là dư mua cái giá 300 dư mua. Rồi trong Tết bà còn bán, còn để trên xào quên, còn sót quên một cái bình xăng thôi cũng bán được quá trời, ta hỏi bình xăng 110 là mà quên số quân. Cái bình này gã xe Hà Nội xuống thì có đánh V đôi đó đàng hoàng chân nè, bình này ghi số 50 luôn, bình 110 đồ cũ hết luôn, bằng gã hết luôn, đồ cũ thôi đó. Đời 2000 mà 900k nè, hôm bữa em gãi xe 2000 nè, đó le gió đẹp ghê luôn, bao gam ti bao sân dư luôn nè, đợt khởm nè. Bình nói chung là mình gã máy đó, tháo đầu lòng bán ta đó, dên bọng bán ta đó. Chích bà còn cái thùng, nửa cục máy sao 5 triệu hả vậy? Trời. Thấy mẹ không? Đem thùng nó xuống dưới kia ông gã vừa quay luôn á, mời. Để dính hư á. Bình này em ghi số 50, 110, đời 110, 9, đời 2000, 900 ngàn nha. Có cái bọc số 1 với bọc số 2 đó, số 1 400 đó. Nè, trái ga gin, kim đót gin. Đó, gin hết, bao gam ti, bao xăng dư luôn. Trời, hôm giờ lâu cũng còn hơi xăng trong này nữa ta, kính như ta. Tại vì trên xe mà mình xuống mà, đâu phải hàng bãi đâu.
Rồi cái này bán có 900 ngàn nè. Bách le còn đẹp nè. Ha, nước nhôm là nguyên zin. Không đồng. Mấy con ốc này còn căng đét nè ha, không có tét mép nha. Lai gió còn rất đẹp luôn. Xài bình thường. Tốt, xài bình thường, không có trở ngại gì hết. Không biết có đóng cối không, không biết có tháo chén có đóng cối không, nhưng mà xài bình thường. Rồi bình xăng số 50 này. Trước khi giao sẽ tháo ra. Nói chung là tháo chén ra coi có đóng cối hay không, gấp lại. Rồi, bình số 50 rồi dẹp đi. Là 900 ngàn. Cho lên xào luôn nè. Rồi ở đây còn hai cái bộ khóa yên. Mọi đứa mọi thứ im nha. Hai bộ khóa yên là bộ số 1 và bộ số 2. Hôm bữa bán còn ế nè. Nói chung là đồ cũ này giữ thằng thấy ngon, cũng gã bán xe ra. À, còn xanh lè luôn, không có kêu bằng rửa tẩy á, không có luôn. Lữ gà dứ, lữ gà trên, lữ gà mỏng ở trên không gãy luôn, thun con còn đủ. Đó, bách le này không có bị sét hay hơi nè. Không mục, không gì trơn. Đó, còn xanh vàng chưa vệ sinh, còn xanh lè luôn. Đó. Rồi cái miếng này là bộ số 1, bán 400. Có ghi số đây. Số 1 400k. Rồi này là số 2. Số 2 350k. Cũng cái bách yên. Nhưng mà cái ông này nè, ông cái râu ở trên ông 21 nè. Nó bị 24 năm mà còn gì nữa, 25 năm. Nóng lạnh. Lữ gà, ba cái lữ gà còn đủ. Lữ gà gin nha. Đồ chúng ta bị lữ gà bị hư chúng ta mua cái này không có đâu. Rồi thông con còn đủ. Đó, thông con ốc còn đủ. Rồi cái này 350k, bị cái chỗ này nó có 21 nhiều hơn. Rồi dẹp luôn, bộ số 2. Đây là câm nghĩa địa, câm alpha nghĩa địa em còn số lượng cũng khoảng mười mấy bộ. Chiến dịch kìa nha, chiến dịch kìa. Đây đây. Kìa mấy đứa đem vô đây giùm ba bà tư ấy. Đem vô đây lấy tiền luôn bà tư. Rồi câm alpha nghĩa địa, câm trước và câm sau dưới chân câm luôn. Chân câm luôn vậy nè, trước sau đủ. Cái bộ này quay mẫu thôi. Bộ này sao mà nó lấy mấy cây nó lấy mấy cây sao bị xét nó quay mẫu. Nó đẹp vậy nè, cam alpha 110 đời 2021-22. Độ mới là khoảng 90%. Cái này là hổng quay mẫu nha. Nói chung là không có gửi cái này đâu. Cái này nó đã rút bớt rồi nè, 36 cây đâu đủ rồi, thiếu nè. Giao cho bà con là trước 36 cây, sau 36 cây chân cầm đầy đủ. Cam alpha 110 nghĩa địa. Ừ, cái bộ này nó không có chân sau nữa nè. Này quay mẫu thôi. Còn mấy con hả, đâu có tiêu cho nè, chân sao. Chân sao đâu có tiêu cho hả. Rồi trước sau là chỉ có 170 ngàn thôi. Nó cầm nghĩa địa này giá này rất là ok nha bà con ha. 170 ngàn. Nè, làm vô đây. Nó đâu còn mới vậy đó. Rồi ở đây còn một cái coi xăng của game 125 mà không có hai con ốc với cái miếng sắt ở dưới nha. Co xăng game 125. Còn một co. KBH còn một co rất đẹp luôn. Ở này 150 ngàn nha bà con ha. Tiếp theo là cặp mâm RS có cái má đầm đó. Mâm RS này. Má đầm bên anh. Đó là có cái này là có đóng sơ mi rồi nè. Cái này có lõm lưng mặt trạng người ta đã đóng sơ mi rồi. Cái này em bán cho bà con 2,5 triệu nha. Mâm ga gớt 2,5 triệu 2008. Cái này thấy có đóng sơ mi rồi nè, đây nè. Đó. Lầm tâm bua. Mâm con má đầm sao đàng hoàng. 2,5 triệu mâm RS giờ anh em sơn lại nha. RS bây giờ nó cực kỳ là hiếm, mâm 3 triệu mấy không à. Nếu mâm đẹp đẹp. Còn mâm này bị lõm tâm bô, cái này là người ta tại trước người ta đóng á, người ta đóng trước nè, này em không rảnh để đóng, em không có biết cái vụ mà đóng tâm bô này đâu. Cái này là đóng lòng lưng bạc đạn, cái này kêu bằng tầng tâm bô, là lòng lưng bạc đạn nè. Rồi với má đầm. Má đầm này có cái cốt này nghe, không có cái kẹp nha. Mua sao mà không có kẹp. Rồi bưng cái này xuống đi. Coi bên đây có lõm lưng không? Xây mâm này lại nè. Dính vô.
Rồi bên đây không có lỏng nha, rồi bưng xuống đây. Mâm NK, mâm RS 2008 á. Rồi cái này không có lỏng nha. Rồi cái này không có lỏng luôn một đạn nha, mà còn ha, mâm RS sẽ gắn neo kim được. Dài sơn cái mâm này lại lụm lúa. Rồi 2,5 triệu à. Còn mâm mà đẹp á là 3 triệu, 3 triệu mấy không mà đâu có mâm đâu, không có hàng. Rồi ở đây sẽ có một cặp phuộc rim 125 đời 2023, phuộc sao hàng theo hàng tháo xe nha. 22 nè, 22S, nếu mà hai hàng chữ là xe 23 đó, tại nó còn dính đất 22 nè, hai hàng chữ nè. Phuộc ở trên xe gất xuống, cái phuộc này là 1,5 triệu hả. Hàng trên xe gất xuống là có chữ bê phở ở đây. Rồi hình người còn đủ, ống xi đẹp, cối đẹp, nhựa đẹp. Nè hình người bút lông đâu còn hết trơn nè, 1,5 triệu. Trong Tết bán còn ấy cặp này nè. Nước phục sau nữa, phục trước nữa. Đây nó có hơi chạy 50 mấy chỗ nè, nó đó chạy 50 đó. Rồi cặp này 1,5 triệu nha. Cặp số 2, 1,5 triệu. Đầu thì còn rất là đẹp, chỉ có duy nhất là chỗ này nó hơi chạy 50 chút xíu nữa thôi. Từ cối nhựa nhỏ trên ở dưới luôn, rất đẹp. Rồi cho qua đây. Giờ đây là cái cây gắt chân ngang 2 tầng mà bị sơn lại nè. Cây này là cây ghim theo xe. Ghim theo xe hôm bữa em cho thợ sơn lại mà ông thợ này ông ngủ gục hay gì, ông sơn gì thấy ói luôn. Ông không có chà và cái bả ra, ông sơn vô không à. À chắc ông nghĩ là ở dạ dưới á. Rồi đây là cây sắt theo xe. Nói chung là cái độ cứng là vô địch bao đâm. Đó, gắt chân ngang 2 tầng gắn phu 1. Phu 1 và 110 thái. Cái mới có miếng sắt 1 là bán 100.000 nha, chứ không phải là 2 cây nha. Còn cây trên nữa, thông con nào nữa. Nói chung cây sắt này bán 100.000 nếu ai có cây ghim á. Cây ghim theo xe á, mà nó hư cái bát này nè. Thì mình mua thay vô, này ha, bát còn dày cui. Có cái sơn lại mà ông kia ông sơn hay ảo học không, rồi cái bát theo xe này 100.000. Còn em còn miếng sắt theo xe, theo sắt mới của Thái Lan nè. Một lần là hai cây sắt thôi là mới 650 rồi. Mà bây giờ bán xả, hôm Tết bán xả hết trơn, bây giờ còn đây là một cây mới duy nhất là 200.000. Một cây mới duy nhất thôi. Đó, của Thái Lan xịn. Của nó là gì? Đồ nó dày vậy nè. Còn một cây duy nhất thôi. Rồi 200.000. Không. Nhiều quá mấy tiền. Rồi còn cái má nữa đúng không? Cái má nữa là 3 triệu. Đây là có một cặp câm đùm liền, mặt đạn ống câm đùm liền nè, mặt đạn phút rồi luôn, đùm thái rồi câm thái rồi dành thái, là em mướn thợ em đang lại sẵn dành cho anh em lên ZX và 110 thái đẻ. Nhưng mà dành này hôm bữa là không có trùng mã nha. Ba với xuống qua quay chữ lại. Nè quay chữ đưa vô như này. Đưa bóp lại. Né cái tay ra khác. Đây nè, Siam Gucci 1.40 là bánh sao đó, CTW Siam Gucci 1.20 ASW. Đó. Rồi cặp bánh này em mướn thợ đang sẵn hết trơn luôn là 3,3 triệu mấy á, còn cái má đùm đó, nhưng mà bây giờ bán 3 triệu luôn. Sau này không đan nữa, nó đầu gái xe thì bán nhanh thiệt mà cái đầu đan bán chậm thôi. Đây nè. Đó, cái má đầm mới của Thái luôn. Hết trơn vậy là 3,3 triệu nha, nhưng mà mình bán rồi giữ yên vậy nha. Nè, má đầm Thái hết trơn, má đầm Thái luôn, cầm Thái, dành Thái hết trơn luôn. Đó, mướn thợ đan lại luôn. Nhưng mà 3,3 triệu đặt. Bây giờ bán 3 triệu rồi cặp này. Giờ chúng ta gắn với đít là hết sảy luôn, có má đầm luôn đó. Giờ để bố vô, để bố để kẹp vô lụm thôi. Ở trước đùm đĩa. Nè. Tại cái này tại xe em không có xe đĩa thôi, có xe đĩa em cũng xuất vô luôn rồi. Nè. Em đi cầm thái dành thái mở gà nha, rất đẹp nha, mở gà nha.
chút xíu đầu mới cũng được, đưa ba ga sườn lên luôn cũng được nè. Đây là củ đời của con Kim 125, em còn 1-2 củ vậy nữa đó, 750 ngàn. Củ đời đẹp can bao ghim chăm chăm đó, nếu mà chạm cho bà con không luôn, khỏi bán luôn. Củ đời này chưa có chùi chùi đất luôn á nè, ghim chăm chăm xài từ 15 năm mới hư, nó thật sự vô phu 2 phu neo phu ít vậy đó. Giờ đầu năm like quá trời quá đất ha. Nè 750 nha, 150 like quá trời vậy đó, like ầm ầm. Rồi tiếp theo đây là cái ba ga sườn của thằng ba ga sườn của hàng Việt Nam, hàng cao cấp chứ không phải Thái. Nói Thái là nó gạt người ta, không có đúng, mình bán sao nói vậy. Ba ga sườn của qua 110 sẽ vô qua alpha lốc trắng lốc đen, qua 110 Thái, qua ZX và qua alpha cộng. Đây là ba ga sườn của full Chanel, sẽ vô full ZX và full Chanel, chỉ hai dòng xe thôi, không có vô dòng xe khác được, tức là neo kim GT FI và full X đó. Bên đây là vô alpha. Rồi cái độ mới và độ si là vịnh nè, vịnh cái độ đẹp bóng si là vô địch nha. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì nước Mỹ hả? Rồi đó, cái nó chạy là không bao giờ gè nha, tức là cái này nè, nó làm rất là tốt, với nó si kèn rất là tốt. Lúc xưa em chưa bán cái này, người ta bán ba ga sườn của Thái về á. Thật sự mình biết hết á, của Việt Nam chứ không phải của Thái đâu. Hỏi sao cái loại này nó có khi người ta kèm móc nha, có khi người ta bắt sẵn, cái này bắt sẵn luôn à. Nè, si hai mặt luôn, mặt trái và mặt phải. Nói chung là này là của Việt Nam nhưng mà là hàng cao cấp. Đó, rồi 600 ngàn một cái nha. Rất là ok, bắt lên cái xe cái nó khớp, ghiệm luôn, không cần phải đập, phải bẻ gì đâu. Rồi ba ga sườn 110 này cho qua. Tiếp theo là ba ga sườn của ông Full Chanel. Full Chanel sẽ khớp với Full Chanel và Full Chit, không có khác gì chân, khớp ghiệm luôn. Đây có để chiếc Full Chà nè. Em chỉ có hai dòng xe đó thôi, em không có mấy dòng khác nha. Một lần có RS chứ que bán hết trơn à. Bây giờ nó không có hàng nữa. Đẹp nóng lạnh ha. Ba ga sườn 600 ngàn mà đâu có dân chơi trời. Chạy là không bao giờ rè cái này nha. Còn ba ga giỡn thì nó rè mất tức lắm. Con này nó không bao giờ nó rè. Rồi clip sau em sẽ đăng về đầu mới nha bà con cô bác ha. Cái này là cái đầu đèn pha. Đầu đèn pha của WS 125 này có 250 à. Mà sao em còn đâu có chục đầu vậy đó. Bán giết mới nó động mà quên luôn á. Này đầu đèn pha của WS 125 gắn vô WS 125 WG 125 nha, còn gắn Full Chà 2 là phải có cái bàn thờ mới được. Đó, đầu đèn Thái mà bán có 250 nè, Thái nè. Xịn luôn á. Nè, không có dẫn chơi đâu. Rồi 250. Hết trơn nhanh nè. Rồi xin chào bà con cô bác nha.